Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Báo Người Lao Động tiếp nhận cờ Tổ quốc để trao tặng cho người dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, 10.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao cho thành phố Đà Nẵng. Theo chương trình, 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng cư dân bám biển để các địa phương tổ chức trao tặng lại cho cư dân. Hai năm qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động đến mọi mặt đời sống người dân, thì những lá cờ Tổ quốc được trao tặng có ý nghĩa thiết thực, động viên bà con cư dân tiếp tục vươn khơi, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đến nay, cơ cấu tàu thuyền của Đà Nẵng đã chuyển đổi tích cực theo hướng giảm số lượng tàu khai thác ven bờ và vùng lộng, tăng mạnh số lượng tàu khai thác vùng khơi. Trong hơn 1.200 tàu cá của thành phố, hiện có 582 tàu cá khai thác vùng khơi. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cư dân khai thác hải sản.